nhóm mới gửi thêm danh sách thì các bạn chuẩn bị cho tốt ha. Chúng ta làm, chúng ta sẽ báo cáo tiếp theo. Một ngày chắc là chỉ làm được khoảng 5 nhóm thôi. À. Rồi bên cạnh các cái van MPL thì em đã có cái van dạng FD ha. FD là viết tắt của chữ Fluidic Device, tức là các cái thiết bị điều khiển logic ha, sử dụng chủ yếu là ta giải thích dựa trên hoạt động của cái hiệu ứng Coandă này. Ta coi là thêm lý thuyết thì cái ví dụ minh họa đơn giản cho cái hiệu ứng Coandă chúng ta có như một cái minh họa trên hình ha. Giả sử ở đây chúng ta xem có một cái vòi nước ha, nó đang chảy theo phương thẳng đứng. Thì khi mà chúng ta đưa ngón tay chúng ta tới ở vị trí gần vòi nước như hình bên A ha, sau đó chúng ta di chuyển lại ngón tay tiếp xúc về với cái dòng chảy của dòng nước. Thì khi ngón tay chúng ta tiếp xúc được với dòng nước thì lúc này nước ta sẽ tiếp xúc với lại cái thành của ngón tay chúng ta ha. Trong trường hợp này giống như chúng ta tiếp xúc với cái thành của thiết bị, trong thiết bị á, đối với trường hợp này là ngón tay á. Và như vậy thì cái vùng mà phía tiếp giáp với lại cái ngón tay, cái vùng áp suất ta, cái bọt áp suất thấp là nó sẽ giữ để dòng chảy nó đi lệch theo cái, bám theo cái thành của cái ngón tay chúng ta ha. Ở cái vùng đó là cái vùng áp suất thấp, low pressure region. Như vậy thì dòng chất lỏng lúc theo lệch theo cái hướng tiếp giáp với lại cái ngón tay của chúng ta. Thì đối với lại các cái thiết bị điều khiển vậy, thay vào đây vị trí ngón tay thì nó sẽ tạo ra ha, cái tín hiệu điều khiển đó, bằng điều khiển khí hoặc là điều khiển bằng thủy lực. Và như vậy đó là di chuyển cái điều chuyển động, cái hướng chuyển động của cái dòng chất lỏng. Nên ta đây không phải là nó di chuyển các cái ti ha để nó đóng mở, mà là nó điều khiển tác động dịch cái hướng dòng chảy bằng cách là nó tác động cái thay đổi cái áp suất. Như vậy thì giả sử như là cái chiều cái ngón tay em ta tác động theo cái chiều từ phải sang, thì cái ví dụ đấy nó là cái minh họa đơn giản cho cái hiệu ứng Coandă, là cũng là cái cơ sở của cái điều khiển các cái thiết bị FD. Thì đối với lại các cái thiết bị điều khiển FD ha, chúng ta xem xét các cái thiết bị thủy lực hoạt động cơ bản sau. Nó có mấy cái hàm bao gồm nó gọi hàm flip flop. Cái này bạn học kỹ thuật số cho bạn khái niệm flip flop bạn biết rồi đúng không? Hàm flip flop, rồi hàm or, hàm exclude or và hàm end, tức là hàm flip flop nè, hàm trạng thái ha, thay đổi nè, rồi hàm cộng nè, hàm so sánh khác nè, hàm nhân ha. Thì mấy cái hàm cơ bản này chúng ta sẽ áp dụng để chúng ta tìm hiểu. Thì chúng ta có cái thứ nhất là chúng ta có cái hàm flip flop. flip flop nó là một cái hàm mà nó thay đổi trạng thái ha, các tín hiệu của nó ra phụ thuộc vào cái mức tín hiệu nó vào. Ở đây các phần tử flip flop bạn thấy thực tế ha, thiết bị nó là cái hình bên trái và cùng đó là phần tử logic, là nguyên lý nó là cái hiệu ở giữa, và cái hình bên phải là cái bảng giá trị, bảng sự thật. Vậy đây em ta thấy BS là cái nguồn khí cấp vào, O1, O2 là hai cái ngõ ra ha. Còn các cái tín hiệu C là tín hiệu điều khiển, C1, C2, C3, C4. Thì ở đây các bạn thấy là khi mà có tín hiệu điều khiển vô C1 thì bạn lưu ý các ký hiệu ha. O1, O2 nó vẽ O1 bên phải, O2 bên trái. Thì khi có tín hiệu điều khiển C1 hoặc C3 ha, hoặc C2, C4 thì nó mắc song song. Cùng mắc song song cùng chiều thì nó vẽ cùng phía một bên cạnh flip flop. Vậy thì chúng ta có khi C1 tác động thì làm lệch hướng của dòng chảy, và từ ngõ B vào nó sẽ ra cửa O1 ha. Và ngược lại, khi mà tín hiệu điều khiển có xuất hiện ở cửa C2 thì lúc này ngõ ra nó ở mức O2. Vậy thì chúng ta thấy khi C1, C2, 1, 0 thì nó ra O1 bằng 1, O2 bằng 0. Và ngược lại, khi 0, 1 thì ngõ ra O2 bằng 1, O1 bằng 0. Còn khi mà cả hai thằng này ở mức vào 0,0 thì nó sẽ giữ nguyên trạng thái. Ha. Còn trạng thái mà cả hai mức ở là mức 1 thì nó gọi là trạng thái cấm. Chúng ta học cái số ta biết rồi, tức là không cho phép, không tồn tại. Như vậy thì bảng giá trị chúng ta có được ha. C1, C2, O1, O2 lần lượt. Nếu là 1,0 thì ngõ ra chúng ta cũng là 1,0, tức là O1 bằng 1. Rồi 0,0 thì ngõ ra chúng ta giữ nguyên trạng thái. 01 thì ngõ ra chúng ta là 01, đúng không? Còn 00 ta vẫn giữ nguyên trạng thái. Đó là cái bảng giá trị của cái hàm flip flop. Như vậy thì chúng ta có thể có nhiều cái ngõ vào. Như vậy thì các cái ngõ vào C1, C3 người ta sẽ mắc song song với nhau, hoặc là C2, C4. Đó. Như vậy thì tôi có thể cấp vào tín hiệu vào C3 hoặc C1 thì nó đều điều khiển ra O1. Cấp tín hiệu vào C2 hoặc C4 thì nó điều khiển ra O2 ha. Đó là cái bảng giá trị của cái hàm flip flop. Tiếp theo là chúng ta có cái hàm đây cũng là cái hàm flip flop ha, mà có ưu tiên. Hàm có ưu tiên nó dùng để xác định trong những cái hệ thống mà nó cần cái tín hiệu đầu tiên, cái tín hiệu bắt đầu đó, ưu tiên kích thích thì nó dùng cái thì ở một ngõ ra O1 ha, O2 nó sẽ có dấu cộng này chạy tín hiệu ưu tiên khi bắt đầu là việc. Như vậy thì với cái thiết bị flip flop của ưu tiên này thì nó bằng 1 rồi. Đó. Rồi khi mà tín hiệu 01 thì ngõ ra O2 bằng 1, nó như cái flip flop bình thường. 00 thì giữ nguyên trạng thái, 10 thì O1 bằng 1, 00 thì giữ nguyên trạng thái, đúng không ạ? Như vậy thì cái mức dấu cộng ưu tiên này nó chỉ xuất hiện ở cái chu kỳ đầu tiên ha, khi bắt đầu bật nguồn cấp on thì tín hiệu điều khiển nó sẽ là ưu tiên ở cái mức ra O1 nó là 1. Rồi sau đó khi ta thay đổi cái tín hiệu điều khiển thì cái ngõ ra nó cũng thay đổi theo, giống như một cái bảng flip flop thông thường. Thì cái loại này nó gọi là flip flop có ưu tiên. Tiếp theo là có là cái cổng logic set reset ha, nó gọi là cổng SRT. S là set là đặt, R là reset ha, T là cổng trigger là cổng đảo ha. Vậy thì nguyên tắc của cổng set này nó cũng gần gần giống như cái flip flop ta nói, tức là khi set thì O1 bằng 1, reset thì O2 bằng 1, đúng không? Và khi không có tín hiệu thì giữ nguyên trạng thái. Khi hai mức bằng 1 là trạng thái cấm đó. Còn khi mà T bằng 1 tức là nó sẽ đảo trạng thái, không phụ thuộc vào cái tín hiệu set hay reset trước đó. Như vậy thì bảng giá trị chúng ta có ha, khi set bằng 1 thì O1 bằng 1, 0,0 thì giữ nguyên trạng thái, reset bằng 1 thì O2 bằng 1, 0,0 thì giữ nguyên trạng thái. Chỉ khi đang giữ nguyên trạng thái mà T bằng 1 xuất hiện thì lúc này nó đổi trạng thái. Ví dụ như đang 0,1 thì T xuất hiện thì nó đổi thành 1,0. Đó. Khi không có tín hiệu điều khiển thì giữ nguyên trạng thái, khi T xuất hiện thì nó lại đảo trạng thái 0,1. Như vậy thì cái tín hiệu T ở đây nó dùng để đảo cái trạng thái ha của cái ngõ ra. ST nó gọi là chân trigger, chân đảo. Rồi theo ta có hàm O, hàm cộng. Chỉ ở đây ha, ngõ ra chúng ta sẽ là hàm O của các ngõ vào. Ở trên hình ta có từ C1 tới C7. Như vậy khi mà không có tín hiệu điều khiển nào hết thì ngõ ra ta là O2 bằng 1, đúng không? O1 ta bằng 0. Rồi khi chúng ta có một trong các mức tín hiệu điều khiển từ C1 tới C7 ha, thì ở lúc này O1 chúng ta ra bằng 1, O2 ra bằng 0. Cái hàm O này nó cũng đơn giản. Đây. Rồi ở hàm N, hàm N thì chúng ta có khi cả hai ngõ vào chúng ta đều bằng 1 thì ngõ ra chúng ta nó mới bằng 1. Đó. Như vậy các bạn thấy chỉ khi C1, C3 chúng ta 1,1 thì nó lại ngõ bằng 0. Đó. Đó là một số cổng logic ha, chúng ta sẽ áp dụng các cổng logic này để chúng ta áp dụng vào trong các cái mạch khí thủy lực chúng ta đọc. Về phần cung cấp khí cho các cái mạch thủy lực, ở đây chúng ta thấy cái cổng logic này chúng ta làm việc, hoặc là các cái cổng mạch MPL chúng ta làm việc dựa trên cái tín hiệu điều khiển chúng ta, nó là khí nén. Như vậy thì khí nén khi chúng ta cấp cho mạch thủy lực nó cũng giống như cái phần khí nén chúng ta đã học, đảm bảo cái nguồn khí chúng ta nó là sạch ha, để giảm hoạt động hỏng hóc của thiết bị thủy lực. Các hỏng hóc này có thể làm tắc nghẽn các đường đi, lối đi của hệ thống thủy lực. Ví dụ như thiết bị chạm thành dẫn lưu lượng qua lỗ yêu cầu nhỏ đường kính 0,02 inch rồi thành các cái hạt rắn và có khả năng làm cho các lối đi đường dẫn ta nó bị tắc. Để tránh được những cái điều này thì bắt buộc nguồn khí chúng ta phải xử lý trước khi đưa vào thiết bị điều khiển. Thì hệ thống khí nén thì chúng ta cũng biết rồi, trước khi chúng ta sử dụng thì khí chúng ta phải đi qua bộ xử lý FRL. Như vậy thì một hệ thống khí hoặc thủy lực sẽ gồm các cái bộ phận chính sau ha: bộ lọc, bộ sấy khô, bộ lọc hơi dầu, bộ điều chỉnh áp suất và phần kết chứa. Thì chức năng mà yêu cầu các cái bộ phận này chúng ta có như trong tài liệu ha, ta đọc. Như bộ lọc thì mục đích là để loại bỏ các chất rắn và nước để kéo dài tuổi thọ làm việc của hệ thống. Các bộ lọc có thể có các cái phần tử nhỏ cỡ 5 micro ha. 1 micro là 10^6 mét. Rồi bộ lọc có thể loại bỏ những hạt rắn lỏng có kích thước dưới 1 micro. Do đó những hạt có kích thở nhỏ hơn không thể tích tụ thành khối lớn hơn bên trong cái bộ phận thủy lực. Khi mà nó đủ cái hạt lỏng cỡ 1 mi là nó bị loại bỏ rồi. Rồi bộ sấy thì dùng lắp đặt trong hệ thống phía sau bộ lọc liên kết. Mục đích của bộ sấy là giảm hơi nước đến giá trị nhỏ hơn 80% độ ẩm không khí. Và mức này thì nước không ngưng tụ được ở ngoài. Nếu mà khi không khí ta nhiệt độ. Thứ tư, không bị ngưng tụ. Rồi bộ điều chỉnh áp suất đi qua cái bộ phận lọc sấy thì qua bộ điều chỉnh áp suất để điều chỉnh cái áp suất làm việc tới cái phạm vi mong muốn. Thông thường từ 0,5 tới 10 psi tùy thuộc vào cái hệ thống. Rồi phần kết chứa nó làm sạch để khí khô cái lưu trữ sử dụng trong hệ thống lực là cái bình chứa thủy lực của chúng ta. Ở trong cái phần thủy này có số các cái sơ đồ, mà sơ đồ này ta muốn đặt ôn tập rồi, thì cái sơ đồ đều nằm trong cái phần sơ đồ ôn tập. Chúng ta kiểm tra chúng ta thực hiện được cái phần này. Bài sau chúng ta có cái phần điều khiển lực thì các bạn chỉ cần tôi bộ điều khiển thôi. Về bộ điều khiển lại còn cái phần không cả. Tới 7 đúng không ạ? Tức là một sản phẩm ta là 000, hai là 001 đúng không ạ? Rồi tới 010, tới 011, rồi 100, 101. Và ba cái cổng flip-flop, cổng set ha, có trên T là trên trigger, trên đảo. Vậy thì ở đây các bạn thấy bình thường ha, khi chưa có sản phẩm đi qua băng chuyền, đây nguồn khí BS, chưa có sản phẩm đi qua băng chuyền thì cái nguồn khí BS này nó sẽ đưa tới và cấp tín hiệu ha. Khi có nguồn khí BS thì ngõ ra O1 chúng ta nó bằng 1, tức là ngõ ra O2 nó bằng 0. Khi có cái vật thể đi qua cắt băng chuyền, vật thể đầu tiên đi qua cắt cái BS này, vậy thì lúc này BS nó mất, như vậy thì O2 chúng ta nó bằng 1. O2 bằng 1 thì đưa qua trên trigger của thứ nhất ha. Đây ta có 3 trigger, tôi gọi 1, 2, 3, đưa vào cái trigger 3. Khi t bằng 1 thì trigger 3 ta đã tác động, và ban đầu giả sử tôi reset tất cả các tín hiệu O1 của I1, 2, 3 ta bằng 0, nhưng mà ta có nhận thấy là 0, 0, 0. Vậy khi trigger số 3 thay đổi thì nó sẽ lên là 1. Như vậy kết quả ta đếm được đầu tiên là 0, 0, 1. Đó là cái phần tử thứ nhất. Khi O1 bằng 1 thì O2 này nó bằng 0. Rồi tiếp tục khi băng chuyền đi qua rồi thì lúc này BS nó lại xuất hiện và nó ra O2 tới nó lại bằng 0. Đó, nó lại xuất hiện bằng 0. Rồi khi tới băng chuyền thứ hai lại đi qua ngắt cái nguồn khí BS thì lúc này BS mất, thì lúc này O1 nó lại ra 1 và xin lỗi O1 nó ra 0. Đó, khi mà mất tín hiệu, và O2 nó lại mức 1 lần thứ hai. Thì O2 mức 1 thì T đưa vô flip flop số 3 bằng 1 thì lúc này nó lại đảo trạng thái. Hồi nãy thằng này là 10 thì bây giờ nó lại là 01. Và khi 01 thì thằng O2 bằng 1 thì nó lại đưa tới flip flop số 2 và I2 nó lại lên mức 1. Như vậy nó trạng thái tiếp theo, hồi nãy ban đầu nó là 001 thì bây giờ nó lên là 010. Đó mà, 010. Rồi tiếp tục tới băng chuyền thứ ba đi qua, cứ lần lượt như vậy ha, thì cứ khi mỗi một băng chuyền đi qua thì một cái tín hiệu T nó được đưa tới flip flop số 3. Đó. Rồi lúc này thì tín hiệu O1 O2 từ 10 nó đổi thành 01, rồi từ 01 nó lại đổi thành 10. Và như vậy thì cái thằng I2 nó vẫn giữ nguyên khi O2 nó bằng 0. Rồi tới cái băng chuyền thứ tư đi qua ha, thì nó đổi thành 01 thì lúc này nó kích cho cái thằng F2. Lúc này nó mới đổi thành một lần nữa, nó lại cũng thành 01. Và như vậy thì cứ mỗi một lần sản phẩm ta nó đi qua thì bộ đếm ta nó lại tăng thêm một giá trị. Ở đây em ta thấy các cái chỉ số của nó ha. Chỉ báo 1 là I1, chỉ báo 2 là I2, chỉ báo 3 là I3, ta sẽ có 000. Rồi tới 001, rồi tới 010, rồi tới 011. Ở đây cứ mỗi một sản phẩm nó đi qua thì một giá trị chúng ta nó thay đổi ha, nó biến đổi giá trị. Thì bộ đếm này chúng ta ứng dụng trong chương trình sản xuất, chúng ta đếm được cái mặt đếm ha, từ 0 tới 7. Rồi lại thứ hai chúng ta có là bộ đa hài phím định. Cái bộ này tập tài liệu nó đều có tài liệu hết rồi ha, ta đọc ta theo dõi rồi. Thì bộ đa hài phím định này nó gồm có một cái bộ khóa O ha, khi mà có tín hiệu S đưa tới đúng không, bộ khóa này mà làm việc S đưa tới thì ngõ ra O1 01 nên nó bằng 1, ngõ ra 02 nó bằng 0 thì khóa tín hiệu không cho điều khiển. Khi mà không có tín hiệu khóa tức là ngắt S thì lúc này có ngõ ra số 2 và đưa tới van O làm việc. Cái van O làm việc ha thì tín hiệu 1 nó ra mức 1. Tín hiệu này nó sẽ làm cho cái bình chứa capacitor này, và khi đủ áp lực bình chứa thì nó cho đi qua tác động lên C2. Giá trị C2 bằng giá trị C1 thì cái này nó ra bằng 1, O1 nó lại bằng 1, tức là tôi có là 10. Đúng không ạ? Cái hai thằng bằng nhau là 10. Rồi khi mà hết áp lực. Đó. Rồi khi mà không hết cái áp lực bình chứa ha thì lúc này ngõ ra I1 I2 tôi nó lại đảo tín hiệu, nó lại làm 10. Thì tín hiệu 1 này nó lại đưa vô trong lại cái bộ cổng O này, và cổng O này lúc này nó lại có ngõ ra là 01 này nó lại tiếp tục nó nạp vào bình chứa. Thì trong thời gian nạp bình chứa như vậy thì cái ngõ ra này nó vẫn luôn giữ trạng thái là 10 đúng không ạ? Rồi khi mà bình chứa áp lực bình chứa tăng lên tới cái giá trị điều khiển C2 thì lúc này C1 C2 tác động. Đó. Thì ngõ ra 02 ta lại mất và nó lại chuyển qua ngõ ra 01. Và như vậy thì lại đổi trạng thái. Đó. Không mất thì tín hiệu cộng O này nó lại mất và đưa lại 02. Cứ như vậy bộ đếm ta nó đổi trạng thái liên tục ha. Cứ 01 rồi 10 rồi 01 rồi 10 01 10 đó. Cái bộ này nó dùng để đếm. Như vậy thì kết hợp hạ cái bộ phím 2 đa 2 này với bộ đếm nhị phân thì chúng ta tạo ra được một cái mặt đếm, một cái đếm thời gian. Rồi cái thời gian này chúng ta quyết định ta đặt bởi cái bình chứa capacitor này, được không? Đó. Rồi người ta có thể dùng flip lốp để người ta điều khiển một cái mặt xi lanh. Đây, hình ta có và điều khiển xi lanh ha. Đây là flip lốp có ưu tiên. Đó. Như vậy khi chưa có tín hiệu điều khiển thì có ra dương nó bên trái này và nó sẽ đẩy xi lanh ta đi hết hành trình vào, đúng không? Đó là trạng thái đầu tiên. Rồi khi nhấn nút start thì có tín hiệu điều khiển ha, tác động lên van V1 và cấp nguồn khí. Đúng không? Để đẩy xi lanh ta đi ra. Khi xi lanh ta đi hết hành trình ra, tác động lên V3 và mở, và lúc này là đưa tới flip lốp đảo trạng thái cấp cho cái van V2 và lại đẩy xi lanh ta đi vào. Đó. Và như vậy thì kết thúc một cái chu trình điều khiển, xi lanh ta sẽ đi ra hết hành trình, sau đó nó lại đi vào. Đó. Rồi tiếp theo đó là cái mặt flip-flop điều khiển trình tự hai xi lanh. Thì đây chúng ta có ha. Khi bắt đầu chưa có tín hiệu điều khiển ha, thì flip-flop số 1 này chúng ta nó cũng đẩy để xi lanh số 1 ta đi hết hành trình vào, đúng không? Rồi khi có tín hiệu điều khiển thì lúc này con ngó ra O2 tác động lên van V1 và lúc này nguồn khí khí nén đưa tới để đẩy ra thủy lực cấp tới đẩy xi lanh 1 ta đi hết hành trình ra. Khi xi lanh 1 đi hết hành trình ra thì tác động lên van ngắt V1. Van cuối hành trình V1 tác động thì đưa tới flip flop O ha. Flip O tác động thì ngó ra O1 thì lúc này đã đẩy tác động lên van khí V2 và van khí V2 thì đẩy xi lanh 2 đi ra. Khi xi lanh 2 đi ra hết hành trình ra tác động lên van ngắt V2 thì lúc này đưa tới flip flop 1 trở lại và lúc này có tín hiệu đẩy xi lanh 1 đi về. Đồng thời khi mà mất cái tín hiệu điều khiển này thì flip flop O số 2 này cũng mở ngõ ra O2 và lại đẩy lên van V2 đẩy xi lanh 2 đi vô. Như vậy nguyên lý của cái mặt này là xi lanh 1 đi ra hết hành trình tới xi lanh 2 đi hết ra hết hành trình, sau đó cả hai xi lanh cùng đi vào, đúng không? Rồi, các bạn. Rồi đối với mặt chuyển động qua lại hai xi lanh này thì chúng ta cũng sử dụng cái thằng flip flop ha. Khi chúng ta bật công tắc on, ban đầu ưu tiên nên đường khí nó sẽ đi qua cửa bên phải của van và lúc này ha nguồn khí nó sẽ tác động lên xi lanh cửa bên trái và đẩy xi lanh đi từ trái sang phải. Khi xi lanh đi hết bên phải nó sẽ ngắt cái khí điều khiển cho cái van bên phải và khi ngắt khí điều khiển như vậy thì ngõ ra nó ra cửa 01, đúng không? Lại đưa tới flip flop để đảo trạng thái đưa tới bên trái của van. Bên trái van có tín hiệu thì lúc này dầu thủy lực nó lại đi qua bên phải của xi lanh và lại đẩy xi lanh qua bên trái. Cứ như vậy khi ta bắt đầu bật nguồn thì xi lanh ta nó sẽ đi hết sang phải, sau đó đi hết sang trái, nó cứ dịch chuyển qua phải qua trái qua phải qua trái ha, nó gọi là mặt tự động chuyển động. Rồi một cái sơ đồ cuối nó là cái hệ thống xếp hộp thủy lực. Hệ thống xếp hộp thủy lực ở đây thì chúng ta cũng có ha, băng chuyền để chúng ta đưa sản phẩm ta đi theo ha, và khi băng chuyền tới cái vị trí giới hạn thì lúc này xi lanh ta nó sẽ đẩy hết để nó đẩy băng chuyền ta qua một cái băng chuyền khác đó. Còn bây giờ là cái băng chuyền này là cái hộp ha, thì nguyên tắc ta sẽ có hộp cao thì nó sẽ đẩy qua cái băng chuyền khác, còn hộp thấp thì chúng ta nó đi thẳng ha, đi qua đấy. Thì phía đến đầu người ta lắp một cái công tắc hành trình để nó cảm nhận được cái nào hộp cao nó sẽ đẩy qua, hộp thấp thì nó cho đi qua luôn, đúng không ạ? Thì bình thường ha, khi băng chuyền ta đi qua thì chúng ta thấy xi lanh flip flop ta nó ưu tiên dấu cộng, như vậy thì nó sẽ đẩy tín hiệu nó đi ra và đẩy xi lanh ta đi hết hành trình qua bên trái đó, bên trái đi vào. Rồi khi mà sản phẩm ta nó đi qua tới cái sản phẩm mà có tín hiệu cao, sản phẩm cao ha, hộp cao thì nó sẽ đá vào cái công tắc V1, V1 tác động thì đưa vào flip flop vào, như vậy thì tín hiệu điều khiển nó sẽ tác động, nó mở đó, xi lanh ta đi sang phải và nó đã đẩy cái hộp cao vào cái băng chuyền mới. Khi đẩy hộp cao băng chuyền mới thì hết hành trình thì đầu bút tông nối với xi lanh nó tác động lên V2, và tác động V2 để đưa vào flip flop này, đẩy xi lanh ta lại đi vào. Cứ như vậy băng chuyền ta nó chạy liên tục, và những khi mà có cái sản phẩm mức cao đi tới thì xi lanh ta nó sẽ đẩy ha, để nó đẩy qua cái băng chuyền khác, còn nó cho cái hộp thấp ta nó đi thẳng tiếp tục. Là cái mặt điều khiển logic thủy lực là nói vậy. Thì những cái mặt này thật ra nó ứng dụng những cái phần tử cơ bản ta được học thôi. Bạn xem sơ đồ rồi thắc mắc chỗ nào thì các bạn hỏi ha, ta đọc nó cũng dễ hiểu, coi lại cái phần cổng logic là chúng ta thuyết minh được thôi. Mưa to quá rớt mạng. Bạn coi lại cái sơ đồ đi ha. Đây, danh sách nhóm nó có thêm 2 nhóm nữa. Rồi vẫn còn mấy bạn nữa các bạn. Bạn có cái sơ đồ có thắc mắc gì không? Lớp có chỗ nào thắc mắc không ạ?